Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay tiếp tục Thắng đang có mặt tại Khâu Ngài đó. Một trong những ngôi nhà. Mặc quần vào đây. Ôi, sợ quá rồi chúng mày. Mặc quần vào cho con đi. Đi mặc quần vào cho con đi. Vợ của em xù này Thắng không phải chê đâu, nhưng mà không khác gì mấy hộ trên đồi thông, mấy hai bà chị Hà Phương này, ba đứa chán lắm. Nhà cửa thì bầy bộn linh tinh hết, không biết chăm con đâu. Có thấy vợ nó lấy quần ra đâu? Hôm nay thì Thắng đáng nhẽ là mua một cái bánh kem lên đó cho nhà em này, nhưng mà Thắng không mua được bánh kem của cô giàu ấy đó, Thắng phải mua bánh mì, rất nhiều bánh mì thì sẽ trao cho ở đây. Và cô giàu có dặn Thắng rằng là cho nhà em xù này, con của em xù ấy, là 2.200.000, và một người giấu tên nữa là cho 2.000.000. Đó. Sao bế lại đi con đi đâu? Không để quần ở dưới này à? Hả? Thế xù đâu? Đi làm nhà ấy à? Sao gọi điện không được nhỉ? Đây là bánh mì đây. Đấy, em phèng mua đây. Còn bánh mì ngon đây. À, bánh mì cối rất là nhiều. Nhà em xù đấy, các bạn nhìn thấy Thắng lại bảo là chê, nhưng mà đây làm cho cái nhà rồi đây. Nhưng mà tất nhiên là em mới còn bận, đang đi làm tiếp mấy nhà kia để một thời gian nữa. Nhưng mà phải nói người vợ thì Thắng không thể chấp nhận nổi. Từ lúc Thắng vào đến giờ Thắng biết không biết chăm con, chăm biết gì đâu. À, bẩn lắm. Đấy, đây này. Đấy. Nhà của xù đấy. Đó. Hình như họ vẫn có thể là cái nhà thì đã kiên cố chắc rồi. Nhưng cái mà họ sống, cái lối sống của họ, cái kiểu sống và cái lối sống và cách nghĩ của họ thì vẫn như trước, không thể thay đổi được tí nào. Đó. Không có cái tí gì là thay đổi cả. Là xây được mỗi cái chuồng lợn. Đấy. Lợn đây. Nhốt mấy con lợn vào đây. Mang bánh kẹo, mang bánh mì vào đây, mang cho chỗ này này, ngoài này cho sáng. Ôi nhà ở bẩn quá thôi. Sao vợ nó đâu rồi, cái đứa vợ đâu rồi? Không biết dọn nhà. Đây con, ra đây ra đây, ra đây ngồi. Ui dồi ôi, nó cứ vào đây nó sờ cái túi này. Không, hôm nay bánh kẹo ở kia, kia mà. Ôi, nó có biết gì đâu. Không có ở trong này. Ừ, hư à, hư à. Nhớ màn tóc. Nó không biết gì, thôi. Em đặt vào đây này, em phát luôn nhớ. Đây đây, đó đây, đây. Mama. Ôi phèng, em đặt này nó đứng ở đây nó vỡ. Để vào đây, để vào cái đấy đấy. Đó. Cho mỗi đứa hẳn một cối đi. Còn đâu xong mang tí nữa mang lên nhà lành. Đấy. Cười rồi. Ôi giời. Phấn khích rồi đấy. Sướng không? Kìa, mở cho nó. Ưu tiên nhất đứa này đấy. Ồ.
Kìa con, mở cho em đi, cho con đi. Ờ cái đứa này nhỉ. Mà mạ thôi, con này. Ôi, ôi khổ lắm. Lấy cho ông già cầm điếc, à ông già tiên. Ông bóc lấy cho cháu, các cháu. Đấy, phấn khích rồi đấy. Ông cũng no đi. Tay nhá. Trong nhà còn đứa nào không? Bảo vợ ra đây mà đang làm gì đấy? Ra anh bảo đây xem nào. Hả? Nhà cửa phải dọn dẹp quét dọn đi chứ. Sao để bẩn thế? Hả? Nhà cửa là phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ vào chứ, chứ còn để bẩn thế chứ. Mai bảo thằng Xù là lắp giường vào bỏ gọn kia cho vào trong cái buồng này nhá. Dọn cái ấy kìa, tí nữa Xù về đây để bảo. Chán quá. Tanh bành hết cả. Còn một thằng nữa đi gọi bố à? Kệ nó, kệ nó, không đừng đánh nó. Ông già tiên ăn được chứ? Cái này ăn được chứ? Không có răng vẫn ăn được. Cho chị kia một cái, cho vợ Xù một cái. Cho chị kia mang về cho con một cái. À, đưa cho vợ Xù ăn đi, ăn luôn đi. À, no à? No luôn đi. Ngã tí ăn thua gì. Đấy nhìn đầu gối đó. Đấy. Đường lên khâu ngải nó khó thế đấy. À. Đứa con đều chỉ chẳng ngã một lần đâm vào đây. Là... Xe của em nó không hỏng. Ừ. Có nghĩa xước da, ngã xước da thì da vẫn còn mọc được. Ừ. Đường. Rồi thật. À, chào Xù. Đi ra đây xem nào. Ra đây là anh bảo đây. Cái giường này mai em lắp ngay vào trong cái kia, để vào trong kia đi nhá. Để ngủ, không ngủ dưới đất kia nữa. Có cho giường rồi sao không lắp từ hôm qua hôm kia rồi sao không lắp vào? Hả? Em vừa mới lắp ở trên. Thế buổi tối hôm qua sao không lắm? Thời gian đi giúp lành làng. Tối hôm qua mày uống rượu phải không? Đấy hôm qua. Hả? Đấy hôm qua đi giúp lành. Giúp thằng lành xong lại uống rượu phải không? Thế mình không uống rượu nữa, mình chỉ ăn cơm thôi. Mày lúc nào cũng bảo giúp người ta, cứ giúp người ta chứ mày quan niệm giúp người ta lại phải uống rượu đúng không? Hả? Mấy chén thôi. Thế bảo sao không có thời gian, không có thời gian là như vậy. Trưa nay vừa mới lắp. Trưa nay về lắp bằng đấy rồi gì? Vâng. Nếu tối hôm qua mà không uống rượu ấy, mình chỉ ăn cơm xong cái mình về với vợ luôn. Vâng. Mình lắp vào. Vâng. Đúng không? Mình lắp vào được bằng này thì trưa nay về em đặt thì tối nay đã có giường nằm rồi. Lắp mẹ ơi. Thì vợ nó khắc lắp nhanh thôi mà. Lắp nhanh nhưng bây giờ đã được đâu? Vâng. Hả? Có ông là uống rượu vào xong là nó mới mệt xong là mới không làm được xong về nhà nằm khuỵch vào đất như... Anh đọc ra hết bài của các em, không có bài gì là anh không thuộc cả. Đấy. Bây giờ như này nhá, anh vào đây thứ nhất là hôm nay là anh nghe anh mua một cái bánh kem. Nhưng hôm nay không có bánh kem nữa, hết bánh kem. Thế anh phải gửi anh phải mua bánh mì. Đó, vào đây cho con của em này này. Có một cô tên là cô Dầu, cô rất là thương cái em này, có giống giống một người cháu của cô ở bên đó, nhưng mà do cái điều kiện của cô ấy ở bên đó nó tốt hơn nên nó không bị để như này, nên rằng là bây giờ anh sẽ trao cho em một cái số tiền, không phải là trao số tiền mà
của một chị nữa, là một chị giấu tên có gửi cho em 2 triệu và cô giàu có gửi 2,2 triệu. Tổng sẽ là 4,2 triệu cho đứa cháu nhỏ này, nhưng để cho nó cầm tiền, cô giàu nói vậy. Đó, xong là em sẽ cầm lại nhá. Đấy là trao cho cháu nhỏ. Đó. Đấy là để cho biết nhá. Đấy, không thì cái cháu này là nó bị thiệt thòi. Ngã xe, hai anh em bị lên đây bị ngã xe. Thằng Phen con lái thì nó bị nặng hơn, còn anh ngồi sau thì không bị xước sát gì. Đấy, anh nằm đè nó. Đường xá xa xôi lên đây các chú biết rồi, thế nên là các chú khẩn làm nhà xong những thứ là phải quay về để làm cửa làm cái nhà mình nhá. Đấy, cửa này cái thứ thì mai kia chắc là anh sẽ điện lại kia, thấy bạn chưa điện chưa? Không thấy điện lại để lắp cửa. À, hẳn nào anh điện mãi là thuê bao, toàn thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Đấy, mà anh ghét nhất là điện thoại không liên lạc được. Đây là cái số tiền mà Thắng sẽ chuyển cho lại cho cháu nhỏ này là 4,2 triệu nhé. Đấy. À, được không? Ủa. Tay mày bị nặng nhất rồi. Đau quá đi. Phải đi gặp bác sĩ. Anh đang nhìn cái chuyện bình thường. Cái này đi khâu ấy. Đùa đâu, ta nhìn đằng sau cái tưởng ấy. Cái này đi. Kia thằng. Đây nhá, bác sẽ chuyển tiền cho 4,2 triệu này, nhưng mà là 2 triệu là của một chị giấu tên. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2 triệu là của chị giấu tên, anh sẽ chuyển lại cho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 này của cô giàu. Cô giàu, cô xem video thì cô sẽ biết là cả cô đã gửi cho Thắng để mua bánh mì và mua bánh kem đó. Rồi, này, chắc không biết cầm tiền đâu. Hả? Nó không biết lấy tiền, nó cho bánh thì lại ăn ngay đấy. Là cháu nó cũng không biết cầm, cô giàu ạ. Đấy, nên là Thắng sẽ chuyển lại 2,2 triệu này cho bố nó cầm. Đấy, tại vì nó cũng không biết cầm tiền. Đấy, đây nhá. Đấy, không đến lúc là cô giàu lại bảo, đây, sẽ chuyển lại. Tổng 4,2 triệu để chuyển lại cho nhà Xu. Đó, đấy là Thắng đã chuyển cái số tiền 4,2 triệu này cho nhà Xu nhá. Đấy, và một cô giấu tên nữa. Đây, cho thằng me me kia. Thằng này đi gọi bố đây phải không? Ừ. Hôm nay là anh hay đứa này là chị? Em à? À. Đâu thằng Phen Phen giơ cái tay xem nào. Đưa giơ tay xem nào. Không. Đây. Đây về đây. Cái kia mới đau kìa, thằng khủ tay, sợ quá. Lúc nãy mình đi đằng sau ngồi cũng nhìn nó bình thường mà nhìn ngược lại mới sợ. Đấy là số tiền thằng. Ờ, ngã đau quá ở chỗ kia, ngã lộn một vòng ấy. Cái số tiền của cô giàu và một chị giấu tên Thắng đã chuyển lại cho nhà em Sù. Bây giờ Thắng phải lên trên nhà em Lành xem là tiến độ nhà em Lành đến đâu rồi. Đó, và mang cái số bánh mì để lại cái này cho cháu này một cái nữa. Cho cái cháu ấy này. Nhà này có đủ chưa? Có mấy đứa con? Có đủ hết lấy chưa? Lấy chưa? Có đủ hai cái chưa? Thế còn một đứa nào nữa? Thế lấy cho nó một cái nữa. Nhà này đứa này đây phải không? Đến lấy kia một cái rồi phải không? À, rồi. Đấy. Cho nốt nó một cái này nữa, cho đứa này ưu tiên hơn. Đấy. Ừ. Trường hợp đặc biệt. Xin chào.
đi chậm chậm chờ anh. Đây là đường tắt đi lên nhà em Lành. Thắng đi theo em Xù để lên xem là nhà em Lành làm đến đâu. Lợp mái xong chưa? Nhà lợp mái xong chưa? Lợp xong rồi. Thế à? Chiều nay còn chát nữa. Chát rồi á? Tối rồi đấy nhỉ? Đang chát rồi. Không có đứa trẻ nào đây à? Đẹp nhờ. Nhà này xây móng cao. Rất tốt. No tha. Đứng đây nào, xem có đứa nào ra. Đứng im im im. No tha, đứng im đấy. Ấy. Không ra à? Đấy, con ai kia? Hả? Con ai đấy? Ra đấy, no tha. Ờ, xin chào, hai thằng đang làm à? Ba thằng mày xây giỏi đấy. Anh cũng nể chúng mày đấy. Nhà Lành nhà hai đứa à? Nhà thằng Sinh mấy là đứa? Một đứa đang ngủ trong này á? Đâu? Anh cảm tưởng nhà này rộng hơn nhà thằng Xù ấy. Phải không? Kích thước bằng nhau à? Hay là nhà này mày? À ừ. Nhìn cái sàn sắt này có khả năng nó thoáng. Nó không bí như ở bọn mày đổ hộp kia. Thế để lại cho thằng Xù hai cái. Còn đâu cho thằng Sinh. Thằng Sinh mấy đứa con nhỉ? Hai đứa cho thằng Sinh hai cái. Còn mấy cái? Chợ không, cho thằng Sinh hai cái đấy rồi này. Cho con thằng Xù, thằng Lành cái một cái nữa. Là ba, đúng không? Không, không. Đấy, con Xù lấy một cái đấy rồi. Còn một cái nữa để cho con Xù thôi. À, thằng Lành thôi. Đang, nó đang ngủ ở dưới nhà này. Thì để ra một cái nữa thôi. Không, thằng này. Ba cái, hai cái cho nhà Sinh kia rồi. Một cái kia cho nhà Xù, à nhà Lành. Chúng mày toàn Xù mới Lành, tên nó cứ loạn hết cả ngậu. Đây, em phải để cái này ra cho con nhà Xù. Đây, con nhà Sinh. Anh trai thằng Sinh có mấy đứa con? Có hai đứa. Hai đứa. Đấy, em phải chia như này. Đây là con gái, con trai nhà em Sinh. Còn ai nữa? Còn ông nào nhiệt tình nữa? Cái thằng béo béo mà hôm nọ hết xăng kia, thằng người mấy đứa con? Hai đứa. Hai đứa, đấy, cái thằng hết xăng ấy anh ấn tượng. Hai. Cho hai thằng con nhà béo béo. Tít dưới cùng là còn thằng nào nữa nhỉ? Còn thằng nào mà mình không nhớ ra nhỉ? Thằng mà thằng nào? Anh trai của em đây đây, có hai gái ở đây. Ờ, trên nhà em một nhà gì? Đấy, anh vào uống nước ấy. Đây nhá, là anh để lại bốn cái nhá. Hai cái đấy cho đấy nhá. Còn đây hai cái này. Thằng Xù tí nữa cho cái nhà bên này nhá. Vâng. Anh chẳng nhớ ra nhà thằng nào nữa. Còn kia nhá, con nhà thằng Lành kia một cái nhá. Đây là thằng con thằng béo béo nhá, hai cái nhá. Kia bốn cái cho rồi nhà Sinh nhá. À. À. Ừ, để đấy. Nóng quá nhỉ? Thế sắp xong rồi, nhà thằng Sinh thì tuần sau chắc làm được rồi đúng không? Để xem cái này có xong được không? Ờ, thì không, tuần sau nữa đi, cứ từ từ mà làm nhá. Để cho nghỉ một vài hôm cho thằng Xù với cả thằng Lành nó tốc lại nhà nó một phát nữa. Xong không thì ba thằng nó liên tục quá đúng không? Thế là đẹp rồi, trăm mơ rồi đúng không? Bao nhiêu nhà ước mơ không có rồi. Đấy, nhà thằng Sinh làm đúng kiểu này cho anh nhá. Ừ, hợp lý đấy. Có thừa cát không? À đấy, quên không nhớ ra bảo hôm nay cộng luôn đi anh gửi tiền có phải hay không?
đỡ phải ôm nọ nào lên nữa. Này một cái giường đặt đây, mai kia đổ đổ nền nữa, chát xong rồi đổ nền. Móng nhà thằng Lành này anh nhìn thấy nó có vẻ chắc chắn hơn nhà thằng Sù phải không? Nhà thằng Sù kia là được trên nền đá đúng không? Vâng. Nhà thằng này là đất, có đất phần đất mượn phải không? Có tí đất mượn không? Móng của mình làm thì không dính đâu. Ừ. Đây con ai đây? Con của anh trai. Ơ? Cho chưa? Cho có rồi gì? Con của nhà ai? Anh trai anh sinh gì? Anh trai Lành chứ, thế anh trai Lành đã có đâu? Ừ. Này. Bóc qua cho con. Bóc ra, bóc ra chia cho hai thằng. Nè, nọ đó. Nói. Hả? Ăn cơm với ai? Có gì ăn chưa? Thuyệt à? Mạnh đấy nhỉ? Đùa đấy, anh đi ra về cho thằng Phèng Phèng nó còn đi sát trùng chân tay. Anh Phèng Phèng bị ngã, mới cả anh bị ngã. Nhưng mà anh ngồi đằng sau may không bị sao. Này, bảo con nhà ai đây không tí nó ăn vào con của nhà sinh. Con của em. À. Thế đây vợ của Lành à? À. Thôi cứ bình tĩnh mà chat nhá. Không phải ấy đâu. Không phải vội đâu, cứ là tuần sau nữa đi. Cho tuần này này. Tuần này mai kia, mai thứ sáu rồi, kia thứ bảy chủ nhật rồi. Xong là hết tuần sau nữa đi nhá. Hết tuần sau nữa xong là lên đây. Anh còn vướng nhiều việc lắm. Nên là sẽ, tại vì tháng chỉ có chuẩn vào những cái thứ bảy chủ nhật thôi. Đấy. Nhưng mà tuần này thứ chủ nhật tháng lại vướng vào cả tập huấn nữa. Nên rằng có tháng không có thời gian đi nhiều. Chỉ đi được vào thứ bảy thôi. Chủ nhật lại phải ra tập huấn rồi, không đi đâu được. Là cái có một số công việc trong cái chỗ Bắc Mê, đáng nhẽ là tháng dự kiến là 2 ngày, bây giờ phải rút gọn xuống có 1 ngày. Chỗ nhà anh cho tháng muốn manh nhanh muốn vào lắm để xem tình hình cái công việc ở trong đấy như nào. Giao cho Phèng Phèng với anh Long là vào đấy cập nhật cho các bác xem, nhưng mà cũng không có thời gian thường xuyên. Còn đây là nhà ba nhà ở trên Đán Dầu cập nhật cái tình hình là đang trong cái ngôi nhà thứ hai ở trên không ai này. Cứ nhớ Đán Dầu nữa, nói nhầm linh tinh hết. Đường này cứ đi bộ đi ra cái ngã ba đấy thôi nhỉ. Bớt cho anh mấy quả ổi không mà anh về ăn cho nó kích thích tiêu hóa. Cẩn thận ngã đấy. Kiểu gì kiểu tối nay chả mưa.
Sao? Ôi, mấy quả đấy mà. Ui, đừng ăn quả chín vàng quá. Đâu là chín vàng bằng đấy thôi. Bất quả hơi hơi kiểu gần chín ấy. Chín như không chín ấy. Đấy. Cho một cái túi đấy được. Nhà em là cập nhật là này vật liệu là không còn thiếu cái gì đâu gì. Thế bảo nó cộng vật tiền liệu tiền bao nhiêu tiền đi nhá. Vâng. Bảo lại cộng lại xem là như nào nhá. Vâng. Tiền nong xong rồi để anh vào anh gửi một nèo luôn là xong kết thúc nhà em nữa. Vâng. Xong để sang nhà thằng Sinh nhá. Vâng. Ừ. Còn đâu không là để còn tính xem là tiền tiếc như nào còn tiền cửa nhá. Vâng. Ừ. Tiền cửa nước làm cho xem là nó đến đâu. Đấy, xong là mai ngày kia là nó lại thiếu tiền để cân đối biết được còn để còn dự kiến là còn nhà Sinh nữa mà đúng không? Ừ. Rồi bằng ấy thôi Xu ơi, bằng ấy thôi, thế rồi anh ăn chơi mà có phải ăn no đâu. Sai quá quá nó cong cành hay là bọn nó trèo lên không biết. Trèo lên. Ừ. Con đã qua. Sao ấy? Hả? Con cổ tròn này này. Con của em à? Con của bà này à? Được. Chị này bao tuổi rồi? 35 rồi ạ. 35 tuổi á? 86 à? Sinh năm 86 á? Sinh năm bao nhiêu tuổi con gì? Tuấn Hổ á? Phải không? 35 tuổi à? À. Nhìn cũng trẻ thôi nhỉ? Hả? Đầu cứ tưởng 26, 27 thôi. Thật mà. Cầm anh lấy quả. Lúc đầu cứ tưởng 26, 27. Thế mà đã 35 tuổi rồi cả. Ơi là chứng tỏ mắt mình nhìn tuổi không chuẩn lắm, đoán sai chín quá Sù ạ. Chín quá. Ừ. Ăn mềm mềm ấy. Ừ. Lấy một quả ương ương thôi còn nên cho các cháu ăn mà. Mềm quá, anh không ăn được quả mềm mềm này. Ăn ương ương này. Ừ, đấy, cho trẻ con ăn đi. Quả chín nhé. Ừ, bất quả chín quá. Thôi, anh về đây. Thôi, à, hai thằng làm nhá. Nhà cửa đẹp rồi. Bánh mì tí chia nhau nhá. Ờ, chào. Xem để ý điện thoại nhá, gọi trả được thằng nào, chỗ này không có sóng nhỉ. Sạc bà đi nhá, gọi trả thằng nào được thằng nào. Rồi đi. Không ai nhỉ?